Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hai phi công nhảy dù khỏi máy bay IAK-130 xuất viện. Hai phi công nhảy dù trong vụ rơi máy bay quân sự IAK-130 đã hồi phục, các xét nghiệm đều trở về bình thường, đủ tiêu chuẩn sức khỏe để xuất viện. Ngày 15 tháng 11, Bệnh viện Quân y 13 đóng tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã hoàn tất thủ tục ra viện cho hai phi công nhảy dù thoát khỏi máy bay quân sự IAK-130 khi đang bay huấn luyện hôm 6 tháng 11. Hai phi công đã kịp nhảy dù trước khi máy bay rơi là Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 940 và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 940. Theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 13, đến nay sau 8 ngày điều trị, sức khỏe của hai phi công đã hoàn toàn bình phục và đủ điều kiện xuất viện. Trước đó, sáng 7 tháng 11, Bệnh viện Quân y 13 tiếp nhận hai phi công trong tình trạng tinh thần tốt, tỉnh táo, các thông số huyết động ổn định nhưng có nhiều vết thương xây xát ở nhiều vị trí trên cơ thể. Bệnh viện Quân y 13 đã khám, làm xét nghiệm, chụp phim, hội chẩn để đánh giá toàn diện sức khỏe, ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân trên. Những ngày sau đó, hai bệnh nhân có biểu hiện của hội chứng tiêu cơ vân cấp do vận động quá mức. Bệnh viện Quân y 13 lập tức tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Quân y 175 để thống nhất ra phác đồ điều trị. Qua quá trình điều trị và theo dõi, các biểu hiện của hội chứng này giảm dần. Đến nay, tất cả các xét nghiệm của hai phi công đều trở về bình thường, đủ tiêu chuẩn sức khỏe để xuất viện. Hành trình băng rừng tìm máy bay IAK-130 rơi ở Đắk Lắk. Nhiều ngày trời, băng rừng, đi xuyên đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy máy bay IAK-130 ở giữa khoảng rừng rậm rạp của vườn quốc gia Jordan. Sáng 9 tháng 11, Đại tá Nieta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị phối hợp với quân chủng phòng không không quân bảo vệ hiện trường vụ máy bay IAK-130 rơi tại vườn quốc gia Jordan. Theo đó, các đơn vị đã phối hợp lập sở chỉ huy lâm thời, huy động gần 50 ô tô, gần 300 xe máy, 3 flycam và nhiều phương tiện chuyên dụng khác triển khai công tác tìm kiếm máy bay. Các đơn vị, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cũng phát động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin liên quan, hỗ trợ dẫn đường làm nhiệm vụ trên các hướng thuộc địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn và các xã Ea Bung, Cư Cơ Bang, Cư Mờ Lan, huyện Ea Súp. Đặc biệt, dựa trên hướng bay trước thời điểm gặp nạn, quân chủng phòng không không quân đã chủ trì phối hợp tập trung quân số nhiều nhất để tìm kiếm ở khu vực vườn quốc gia Jordan, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Dẫu thời tiết Đắk Lắk đang mùa mưa, cây rừng rậm rạp, địa hình nhiều sông suối, việc di chuyển tìm máy bay rơi gặp khó khăn, song tất cả đều nỗ lực chung vì nhiệm vụ. Các đơn vị, lực lượng bám nắm thông tin, chia nhiều tổ để thực hiện công tác tìm kiếm. Thiếu tá Nguyễn Công Thành, đồn trưởng đồn biên phòng Bo Hang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kể, khoảng 11 giờ 11 phút ngày 6 tháng 11, chúng tôi nghe như có tiếng xe tải vừa chạy tốc độ cao, vừa đổ đá hộc, nhưng không nghĩ là máy bay rơi. Sau đó trình báo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, nhanh chóng có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm. Còn ông Trần Đức Phương, cán bộ Vườn Quốc gia Jordan cho biết, ban đầu vườn chỉ huy động khoảng 13 người, nhưng đến thời điểm cao nhất chúng tôi huy động hơn 30 người, tỏa đi các tuyến. Anh em chủ yếu dẫn đường cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Lúc 14 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm thấy máy bay IAK-130 ở giữa khoảng rừng rậm rạp. Cách trạm kiểm lâm Serepok khoảng hơn 1 km, cách mặt đường tuần tra khoảng 600 m. Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân cho biết, nhờ sự nỗ lực của các đơn vị, giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhân dân đã góp phần giúp đơn vị sớm tìm thấy được vị trí máy bay IAK-130 rơi, từ đó giúp thu thập được các số liệu hình ảnh cần thiết nhất để làm cơ sở phân tích, giải mã, kiểm tra và nhanh chóng ổn định thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Lúc 14 giờ ngày 8 tháng 11, các lực lượng chức năng tìm thấy vị trí máy bay IAK-130 rơi tại khu vực vườn quốc gia Jordan, nơi tìm thấy máy bay cách buôn Drang Phốc khoảng 7 km, cách đường tuần tra của lực lượng kiểm lâm khoảng 800 m. Trước đó, ngày 6 tháng 11, máy bay IAK-130 bị sự cố
khi Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định. Máy bay do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 940 bay buồng trước, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân chủ nhiệm bay, bay buồng sau. Hai phi công đã nhảy dù thoát khỏi máy bay IAK-130, sau đó được tìm thấy an toàn. Flycam phát hiện vị trí máy bay JAT-130 rơi tại Đắk Lắk. Một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 11, các lực lượng đã phát hiện vị trí máy bay JAT-130 rơi tại tiểu khu 428 thuộc Vườn Quốc gia Gióc Đôn ở xã Krông-na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Theo vị lãnh đạo trên, khi Flycam xác định được vị trí máy bay rơi, các lực lượng đã dàn hàng ngang, người cách người 3 mét để tìm kiếm và phát hiện nơi chính xác máy bay JAT-130 rơi. Nói về diễn biến tiếp theo, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị liên quan sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng để có hướng xử lý. Như đã thông tin, chiều ngày 8 tháng 11, các lực lượng chức năng đã xác định chính xác vị trí máy bay JAT-130 rơi gần chốt kiểm lâm của trạm kiểm lâm số 9 thuộc Vườn Quốc gia Gióc Đôn. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường để triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Trước đó, một nguồn tin của báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xác định được vị trí máy bay JAT-130 rơi. Theo nguồn tin, vị trí máy bay JAT-130 rơi gần chốt kiểm lâm của trạm kiểm lâm số 9, Vườn Quốc gia Gióc Đôn. Hiện cơ quan chức năng cùng lực lượng quân đội đang tiếp cận hiện trường. Nguồn tin của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Như đã đưa tin, sáng ngày 8 tháng 11, Đại tá Trần Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, hàng nghìn người của các lực lượng phòng không không quân, quân sự, chính quyền địa phương đang tham gia tìm kiếm vị trí máy bay rơi tại xã Krông-na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Sáng cùng ngày, một người dân tại Buôn Ran Phốc cung cấp thông tin về việc người này nghe tiếng nổ bất thường trong rừng, nghi là nơi máy bay rơi, để lực lượng chức năng có thêm cơ sở tìm kiếm. Cùng ngày, bà Buôn Sống Lào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông-na, huyện Buôn Đôn cho biết, xã đã phát đi thông báo về việc sẽ thưởng 10 triệu đồng đối với bất kỳ người dân nào tìm được máy bay JAT-130. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã nhận được thông tin từ Trung đoàn 940 thông báo về việc máy bay huấn luyện JAT-130 nghi rơi ở địa phận tỉnh Đắk Lắk. Chiếc máy bay JAT-130 đã gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng trong quá trình bay huấn luyện, dẫn đến việc máy bay không thể hạ cánh an toàn. Kết quả là chiếc máy bay bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục sử dụng. Ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay sau sự cố, phản ánh mức độ thiệt hại và tình huống khẩn cấp mà phi công gặp phải trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Máy bay JAT-130 rơi ở trong một cánh rừng thuộc khu vực Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Sau khi gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình bay huấn luyện vào sáng ngày 6 tháng 11, khi máy bay không thể hạ cánh an toàn, phi công đã thực hiện thao tác nhảy dù và rơi xuống khu vực rừng núi thuộc huyện Tây Sơn. Đây là khu vực có địa hình hiểm trở với nhiều đồi dốc, rừng rậm, tạo ra những thách thức lớn cho công tác cứu hộ và tìm kiếm. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, các lực lượng cứu hộ gồm quân đội, công an và các cơ quan chức năng địa phương đã được huy động để triển khai các phương án tiếp cận khu vực gặp nạn. Vị trí máy bay rơi được xác định cách Buôn Ran Phốc khoảng 7 km thuộc địa phận huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Khu vực này có địa hình rừng núi hiểm trở, khiến công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Máy bay JAT-130 đã gặp sự cố khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và phi công đã phải nhảy dù xuống khu vực rừng sâu, cách Buôn Ran Phốc không xa. Việc xác định chính xác vị trí máy bay rơi đã giúp các lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai các phương án tiếp cận, vượt qua địa hình khó khăn để đưa phi công ra ngoài an toàn. Như đã đưa tin, vào sáng ngày 8 tháng 11, Đại tá Trần Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, thông báo rằng hàng nghìn người thuộc các lực lượng phòng không không quân, quân sự cùng với các cơ quan chính quyền địa phương đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm tại vị trí nghi máy bay JAT-130 rơi. Vị trí này được xác định tại xã Krông-na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, khu vực nằm trong Vườn Quốc gia Gióc Đôn. Dù công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và rừng rậm, các lực lượng vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ để xác định chính xác tọa độ máy bay rơi và tìm kiếm phi công còn lại. Để đảm bảo hiệu quả công tác tìm kiếm, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, sử dụng các phương tiện hỗ trợ như máy bay, trực thăng, cũng như lực lượng bộ đội, công an, kiểm lâm và dân quân tự vệ.
công tác cứu hộ tại khu vực này đòi hỏi sự nhanh chóng và quyết đoán để có thể đảm bảo an toàn cho những người gặp nạn trong môi trường khắc nghiệt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!